Thầy chào các em, thầy rất vui khi gặp lại các em trong tiết học hôm nay. Trước khi vào bài mới, thầy mời các em cùng xem video bài hát này nhé. Chào các bạn nhỏ, và bây giờ chúng ta sẽ đến với bài hát A bờ cờ các bạn nhé. A bờ cờ đời, E G H I K L M N O U E V Q R S T U V S. Các em thấy trong video có những gì nào? À đúng rồi, trong video có những chữ cái và những người bạn. Hôm nay thầy trò chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đọc qua bài 19 chữ A và những người bạn nhé. Trong tiết 1 thì các em cần đạt được một số kiến thức kỹ năng đọc đúng các tiếng trong bài, bước đầu nhận biết được một số yếu tố của câu chuyện kể về chữ A và những người bạn. Bây giờ các em sẽ nghe thầy đọc. Chữ A và những người bạn. Tôi là chữ A. Từ lâu tôi đã nổi tiếng, hễ nhắc đến tên tôi, ai cũng biết. Khi vui sướng quá, người ta thường reo lên tên tôi. Khi ngạc nhiên, sửng sốt, người ta cũng gọi tên tôi. Tôi đứng đầu bảng chữ cái tiếng Việt. Trong bảng chữ cái của nhiều nước, tôi cũng được người ta trân trọng, xếp ở đầu hàng. Hàng năm, cứ đến ngày khai trường, rất nhiều bạn trẻ làm quen với tôi. Trước tiên, tôi luôn mơ ước chỉ mình tôi làm ra một cuốn sách, nhưng rồi tôi nhận ra rằng nếu chỉ một mình tôi chẳng thể nói được với ai điều gì. Một cuốn sách chỉ toàn chữ A không thể là cuốn sách mà mọi người muốn đọc. Để có cuốn sách hay, tôi cần các bạn B, C, D, D, E. Chúng tôi luôn ở bên nhau và cần có nhau trên những trang sách. Các bạn nhỏ hãy gặp chúng tôi hằng ngày nhé. Theo Trần Hoài Dương. Các em vừa nghe thầy đọc xong, bây giờ các em, thầy sẽ hướng dẫn các em đọc luyện đọc bài này. Trước tiên các em sẽ cùng nhau luyện đọc các từ khó. Các em nghe thầy đọc một số từ khó trong bài. Nổi tiếng, vui sướng, sửng sốt, trân trọng. Các em cùng đọc lại một lượt. Tiếp theo, các em cùng đọc từng đoạn của bài này nhé. Bài này thầy sẽ chia ra làm hai đoạn. Đoạn 1, từ đầu cho đến làm quen với tôi trước tiên. Đoạn 2 là đoạn còn lại. Rồi các em tìm gặp chưa nè. Đó là đoạn 1 và đoạn 2. Bây giờ thầy gọi một em đọc đoạn 1. Cả lớp nghe bạn đọc và theo dõi. Rồi, các em vừa
nghe các bạn đọc xong, các em hãy nghe thầy đọc đoạn 1. Tôi là chữ A. Từ lâu tôi đã nổi tiếng, hễ nhắc đến tên tôi ai cũng biết. Khi vui sướng quá, người ta thường reo lên tên tôi. Khi ngạc nhiên, sửng sốt, người ta cũng gọi tên tôi. Tôi đứng đầu bảng chữ cái tiếng Việt. Trong bảng chữ cái của nhiều nước, tôi cũng được người ta trân trọng xếp ở đầu hàng. Hàng năm, cứ đến ngày khai trường, rất nhiều trẻ em làm quen với tôi trước tiên. Các em cho thầy biết, ở đoạn 1, nhắc đến chữ cái nào nè? À, đúng rồi, ở đoạn 1 nhắc đến chữ cái A. Và chữ cái A là đang tự giới thiệu về mình. Bây giờ thầy gọi một em đọc đoạn 2, cả lớp cùng đọc, nghe và đọc theo bạn nhé. Rồi, bạn vừa đọc xong đoạn 2, bây giờ các em cùng nghe thầy đọc đoạn 2 và xem đoạn 2 viết về điều gì nhé. Tôi luôn mơ ước chỉ mình tôi làm ra một cuốn sách, nhưng rồi tôi nhận ra rằng nếu chỉ một mình tôi chẳng thể nói được với ai điều gì. Một cuốn sách chỉ toàn chữ A không thể là cuốn sách mà mọi người muốn đọc. Để có cuốn sách hay, tôi cần các bạn A, B, C, D, D, E. Chúng tôi luôn ở bên nhau và cần có nhau trên những trang sách. Các bạn nhỏ hãy gặp chúng tôi hàng ngày nhé. Qua toàn bộ bài đọc, đây là chữ A giới thiệu về mình, đó là lời tự sự, đó là lời tự sự. Các em cùng nhau đọc cả bài nhé. Rồi, vậy là các em vừa đọc xong cả bài. Các em cùng nghe thầy đọc lại một lần nữa. Chữ A và những người bạn. Tôi là chữ A. Từ lâu tôi đã nổi tiếng, hễ nhắc đến tên tôi ai cũng biết. Khi vui sướng quá, người ta thường reo lên tên tôi. Khi ngạc nhiên sửng sốt, người ta cũng gọi tên tôi. Tôi đứng đầu bảng chữ cái tiếng Việt. Trong bảng chữ cái của nhiều nước, tôi cũng được người ta trân trọng xếp ở đầu hàng. Hàng năm, cứ đến ngày khai trường, rất nhiều trẻ em làm quen với tôi trước tiên. Tôi luôn mơ ước chỉ mình tôi làm ra một cuốn sách. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng nếu chỉ một mình tôi chẳng thể nói được với ai điều gì. Một cuốn sách chỉ toàn chữ A không thể là cuốn sách mà mọi người muốn đọc. Để có cuốn sách hay, tôi cần các bạn B, C, D, D, E. Chúng tôi luôn ở bên nhau và cần có nhau trên những trang sách. Các bạn nhỏ hãy gặp chúng tôi hàng ngày nhé. Theo Trần Hoài Dương. Như vậy là thầy ta vừa đọc xong. Khi đọc bài thì các em cần chú ý ngắt nghỉ hơi cho đúng.
Mời các em cùng sang phần tìm hiểu nội dung bài đọc. Thầy mời một em đọc câu hỏi số 1. Rồi các em cả lớp cùng đọc thầm đoạn 1 và tìm câu trả lời. Rồi thầy mời một em nêu câu trả lời của mình. À đúng rồi, chữ A trong bảng chữ cái đứng ở vị trí nào? Câu đúng nhất đó là gì các em? Chữ A đứng đầu. Mà thầy khen em đã trả lời đúng. Các em cùng sang câu hỏi số 2, xem coi chữ A mơ ước điều gì nhé. Rồi các em cùng xem coi chữ A mơ ước điều gì. Các em cùng đọc đoạn 2 và cho thầy biết. Thầy mời một em nêu. Rồi, đó là chữ A mơ ước điều gì các em? Rồi, chữ A mơ ước mình nó làm ra một cuốn sách. Hả? Như vậy thì các em xem coi chữ A có thực hiện được ước mơ của mình hay không? Thầy mời các em sang câu hỏi số A. Số 3, chữ A nhận ra điều gì? Thầy mời các em đọc tiếp đoạn 2 và tìm câu trả lời. Thầy mời một em trả lời. À đúng rồi, chữ A nhận ra rằng nếu chỉ một mình, chữ A chẳng thể nói được với ai. Hả? Các em cùng xem câu số 4. Chữ A muốn nhắn nhủ với đến với các bạn điều gì? A chăm viết chữ, B chăm đọc sách, C chăm sắp xếp các chữ. Rồi các em cùng suy nghĩ và lựa chọn trong 3 đáp án A, B, C xem đáp án nào đúng nhất. Thầy mời một em cho ý kiến. Rồi mời em. À đúng rồi, đó là chữ A muốn nhắn nhủ đến các bạn là chăm đọc sách. Em chọn ý B là đúng. Qua các câu hỏi 1, 2, 3, 4 các bạn đã trả lời đúng. Một lần nữa thầy khen các bạn ha. Thì qua nội dung bài đọc, các em thấy chữ A đã nhận ra mình cần có bạn bè. Nếu một mình chữ A thì không thể làm nên một cuốn sách hay. Như vậy thì các em về nhà đọc lại bài này cho người thân nghe. Và các em chuẩn bị vào tiết 2, các em sẽ luyện đọc diễn cảm lại bài này. Và các em sẽ tìm hiểu luyện đọc theo văn bản. Qua bài học, chữ A đã nhận ra mình cần phải có bạn bè trong cuộc sống thì mới làm ra những cuốn sách hay. Vậy thì các em về nhà đọc lại bài này cho người thân nghe và các em chuẩn bị sang tiết 2 tìm hiểu bài.